Rồi, ngon lành nha quý vị, đã xong ha, em hoàn chỉnh ha. Đây là khách gọi, không có gọi cái yên cho mình à, tạm thời mình test là ok đó. Đây, cấp bọc cấp 23, chạy rất là ngon. Con này mình chỉnh dòng mát trên chỉ số 99 mấy đó, là các bạn có lên được mát cho phép là 35-40 là ok. Tầm 35-40 là ok đó. Cái này là thông số mặc định ha, cài đặt, chỉ cần cài đặt lại thôi. À, bên nhà sản xuất là thông số là cài đặt lại là ok. Khi nào mà trường hợp con siêu ốc mà bà bị cái dòng tóc yếu, các bạn chỉ cần nói với mình là một tiếng là mình sẽ cài đặt lại cho quý vị ha. Cái này có chương trình cài đặt hết, bên nhà sản bên nào bán thì bên đó sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt thôi, rất là đơn giản ha. Rồi em xin phép bàn giao cho mấy vụ ha. Đây, khi nào cái cài chỉnh nè, khi mà cái tốc độ mà các bạn thấp quá, thấp quá các bạn đi chỉ tốc độ, ví dụ như thấy 20-25 mà lên cấp 3, lên số 3 mà tốc tại sao mới thấp, các bạn lập trình lại cho con siêu ốc này lại. Ví dụ như bạn 36V, các bạn lập trình lại cho mình là B15 nè. Chỉnh lại B15 nè. Không. Đây. B15 nha. B15 là tốc độ. Đây. Rồi, các bạn lên 68 nè. Con này mình đang chỉnh 68, các bạn muốn thấp lại. Nhưng mà trong chỗ này đặt cái mặt đỉnh thì các bạn lên hết mát cho mình luôn. Ví dụ nha, mình đang bấm nè. Đó, 80 luôn, 85, 90, 95, 99 luôn ha. Rồi, mát cho phép 99 nha. Rồi ok, nhấp 100 luôn. Rồi mình bấm lại cho các bạn lên hết cho mình luôn. Đó, cứ bấm lên, lên hết mát cho mình luôn, cho phép con này là chạy hết mát cấp 3 luôn nha. Còn trong quá trình lập trình con B1 á, thí dụ như con B1 tốc 1 á, tốc 2, tốc 1 cho phép 15, tốc 2 là do 25 30 gì đó các bạn cài đặt được nha. Thí dụ như mình cho con này là con 99 đi, tốc độ mát 99 đi. 90 chín mấy cũng được tùy ha. Nó cho phép nó kéo hết cỡ. Rồi ok. Rồi nhiêm nhấn 3 giây là xong. Rồi ok rồi đó. Rồi xong. Rồi chạy. Mạnh không? Quý vị thấy không? Nó kêu nè. Đó, trong quá trình chỉnh sửa này kia, coi IC là do quá trình các bạn đi rồi thời gian bị va đập gấp gọn gì đó thì mình phải chỉnh lại, nếu mà nó bị nặng quá thì các bạn phải thay thôi, không có cách nào. Đây, mình chỉnh lên con tóc này cho các bạn phép là số 3 là như vậy ha. Chỉnh lại số 1. Đây mình bấm số 1. Rồi cho phép là đi chậm nè, các bạn thấy không, rất là chậm ha, tốc độ kéo rồi không có được bao nhiêu hết. Rồi tốc độ số 2, đây mà định số 2 cũng nhanh ha. Rồi tốc độ số 3, kêu không, các bạn thấy kêu ghê không đó, cho phép các bạn vậy thôi, đơn giản ha. Khi nào mà các bạn sự cố bị cái chương trình gì rồi các bạn cứ nói mình lập trình lại cho các bạn. Rồi thoải mái ha, chơi là thoải mái ha. Luôn mình cũng hết luôn cái dòng này ha, FM40 cũng được, CR cũng được, cái gì cũng được, miễn sao mà nó chấm bôi trơn cho quý vị được. Rồi anh xin phép tắt lại cho quý vị thấy không có gọi tiền. Đây đặt lên, dỡ cái này ra, không là đẩy cài, lưu ý nha, dỡ cái này ra đây nè, chứ đạp một cái là quý vị gãy càng luôn. Rồi quý vị ha, xong quá trình bơm bánh rồi, ok rồi đó. Chút nữa mình bơm đầy là nè. Ok đó, ngon lành. Em đang hoàn thành ha quý vị.